Hơn 3 năm đi làm ăn xa, vật lộn với đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh. Trở về địa phương với hai bàn tay trắng, thanh niên huyện Quốc Thái ở ấp Tân Phong, xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã ăn nên làm ra từ mô hình trồng nhàu xen canh mít và khóm. Cứ tầm 20 đến 30 ngày, anh Nguyễn Quốc Thái lại phải tất bật thu hoạch nhàu để kịp giao cho công ty. Với 3.000 gốc nhàu, gia đình anh có thu nhập ổn định từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Nhàu được công ty đến tận nơi để thu mua. Năm 2014, thấy trồng khóm kém hiệu quả, anh Thái bàn với gia đình tìm tòi, học hỏi, rồi mạnh dạn trồng thử 500 cây nhàu xen canh lên liếp khóm. Sau hơn 9 tháng chăm sóc, nhàu bắt đầu cho trái. Nhàu là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, lại cho thu nhập ổn định, nên anh tiếp tục tăng diện tích trồng thêm 2.500 gốc. Để tăng hiệu quả sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích, anh Thái mạnh dạn xen canh thêm cây mít. Với gần 5.000 gốc mít, mỗi năm gia đình anh Thái có thêm thu nhập hơn 70 triệu đồng. Mô hình trồng nhàu cho thu nhập cao của anh đã được nhiều đoàn viên thanh niên đến tìm hiểu, học tập và nhân rộng.